hình trái tim luôn nha các bạn. Mãi yêu, mãi yêu khán giả trên Phạm Dũng. 11 con. Mình chấp sao hay. Nguyên một cái đĩa như này là 50.000. Trong này là cua thịt đấy là 50.000 một con. Còn cua gạch là 90.000 nha các bạn đang sống nha. Rồi cái này mà chấm thơm ha. Thấy lên thấy thơm ghê luôn á. Rồi. Cua thịt 50k. Hai con này là 100.000. Đó. Ồ. Ok quá này. Con này ngon quá hả? Quá chất lượng luôn mà Diễm à. Cảm giác giống như cua cơm á Dũng ạ. Ôi ôi nó ngon lắm luôn á. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đã có mặt trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân nhé các bạn. Bây giờ đang là khoảng 3 giờ chiều ở Sài Gòn nhé các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn ghé vào một cái tiệm ốc hấp rất là ngon và hấp dẫn ở trên con đường này các bạn ạ. Và hiện tại thì bạn Diễm đang đứng ở trong này. Mình thấy là bạn Diễm đang rất là ấn tượng với cái cua gạch này hả bạn Diễm? Xin chào bạn Diễm nha. Trời quá nhiều loại luôn các bạn ơi. Mình thấy ở đây là có tôm hùm này, tôm càng xanh và đặc biệt là có cả cua gạch, nhưng mà cái size này cảm giác là rất là vừa ăn, nó bé bé hả? Cái tiệm này thì mình và bạn Diễm cũng đi ngang qua khá là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có duyên ghé lại các bạn ạ. Tại vì là mình thấy ghi có một cái chữ này, quán có chỗ ngồi lại để ăn này các bạn này. Bình thường là định ghé rồi các bạn, nhưng mà thấy kiểu là bán mang đi ấy, sợ không có chỗ ngồi ăn cho nên là mình không có ở lại đây. Hôm nay thấy cho nên là kiểu là cũng thèm hải sản, bữa giờ không ăn nên là mình quyết định ghé hôm nay để ăn và giới thiệu cho các bạn luôn. Thế nào chị nha, quán nhà mình là bán từ mấy giờ vậy chị? 8 giờ sáng là bán rồi à? Ở đây em thấy chị bán rất là nhiều loại, là tổng cộng là bao nhiêu loại ốc tất cả chị? Nhiều lắm, nhiều loại lắm, không nhớ luôn, mấy chục loại luôn á. Dạ. Cái này là ốc mỏ vịt. Ốc mỏ vịt đó chị? Ừ, tùm lum nhiều lắm. Không hết đâu. Quá trời, chưa dọn nồi nướng ha, mấy ốc rồi nè, đủ hết á. Dạ. Nồi nướng chuẩn một cà giếm như vậy nè. Dạ. Xong rồi đó hả? Cái con sò nó to ghê luôn các bạn ơi, to lắm, 10 kg, bữa 5 kg của nó có 20 mấy con à. Cua gạch là bán như nào chị? Cua gạch đây thì bán theo con 90.000 con. 90.000 một con. Còn cua thịt đó thì size mà 5 con 1 kg thì 50.000. Thau mỡ hành nhìn mới làm xong này, cực kỳ ngon luôn. Con này là con sò sữa nha các bạn, 50.000 được 6 con, rất là to, nó to bằng 4 ngón tay mình nha các bạn. Ở đây có cái con này là con ốc mỡ các bạn, là 100.000 một phần. Nó rất là to. 35 con một ký. Còn bên này là cua này, đang luộc này. Cua thịt đúng không chị? Đây là 90.000 một con hả chị? Thịt với gạch luôn em. Dạ. Gạch thì 90, còn thịt thì 50, 70. Vậy là con cua này là 50.000 này. Đó, con đực. Còn cua gạch là 90 nha các bạn. Trong này là cua thịt đấy là 50.000 một con. Còn cua gạch là 90.000 nha các bạn đang sống nha. Đấy. Mặc dù cái dây nó khá là to nhưng mà chị tính con chứ không có tính cân nên là các bạn yên tâm nha. Con nào to thì mình lấy. Dạ rồi. Thêm hai con này. Con này nửa ký rồi con gì? Hai con nửa ký. À, tính ra là 180 đúng không gì? Đó. Đúng không? Nửa ký luôn á. Nửa ký luôn. Vậy thắp cho em hai con này luôn nha. Rồi rồi. Đó. Hai con thịt nữa. Dạ. Hai con cua thịt. Dạ rồi. Đấy. Đây, hai con này các bạn. Con thịt này là có 50.000 một con thôi nha các bạn. Size bé bé xinh xinh luôn ha. Là ngày nào nó cũng có loại này hả chị? Đúng rồi. Đấy. Dạ rồi. Đó, mình ăn cái hàng tươi sống này thì các bạn yên tâm là nó đang bò luôn. Các bạn cứ chờ chỉ luộc ở trong kia kìa. Nó chín rồi mình lấy về thôi. Còn đây là tôm càng xanh này. 33.000 một lạng đúng không chị? Cái khu vực này thì bạn Diễm thích ăn món nào nhất? Tôm hùm. Nhưng mà bạn Diễm đang cầm cái càng ghẹ rất là bự này. Đúng rồi, đây đang tính nói dở mà quên mất các bạn. Đây này các bạn coi cái càng ghẹ nè. Phải nói là rất là to luôn á. Càng ghẹ này bán như nào chị? Càng ghẹ 70.000 một lạng thôi. 70.000 một lạng. Tại nay càng ghẹ hơi mắc, chứ bình thường là chỉ bán có 50 thôi. Nay hơi lên cao. Ủa, phải nói là rất là to luôn các bạn ơi. Ăn mà tới chỗ nào bán càng ghẹ mà có chuyện con to này thì các bạn nên gọi càng to. Có mấy cái 10 cái 1 ký à? 10 cái 1 ký. Càng rất là bự nha các bạn. Đó. Còn đây là cua nâu Na Uy này. Con này rất là nhiều gạch luôn. Tôm hùm này bán như nào chị? Tôm hùm nó bán theo con á em. Một con này là bao nhiêu chị? Con nó nửa ký hơn. Nửa ký hơn. Con này là 550. 550 một con hay một ký? Đúng rồi, một con. Con 250, con này 100.200. Tỷ năng size thôi. Giá nhiều loại quá không biết làm sao luôn á. Tức là ở đây nó có hai cái size. Size lớn và size nhỏ. 100.000 cũng có ha.
tiền đấy chị? Con này là 6 lạng 3 thì của nó là 500. 500 ngàn? Ờ đúng rồi. 6 lạng 3 nếu mà sống là 6 lạng mấy luôn á, gần 7 lạng. Mình làm món gì được chị nhỉ? Ở đây thì thường là nước phô mai, là nước bỏ hành. Thì cho em một con lớn nhất nước phô mai đi. Rồi, con này bé ơi con cực kỳ luôn, nước phô mai hay là xào bơ tỏi. Phô mai chị em thấy nướng phô mai là rất là ngon. Ồ, có những con tôm rất là to này. Cái này à, bây giờ chị có lựa cho em con to nhất đi. Đó, con này đi ha. Dạ rồi. Là bao nhiêu mà con đó chị? Lấy hộp đấy. Con này 500 ha. 500 ngàn. Đó, ngoài các cái món rất là rẻ như là ốc 50 ngàn một phần này, rồi cua sống 90 ngàn một con, thì có con tôm hùm này chắc là mắc nhất ở đây đúng không chị? Đúng rồi, ốc như vậy dĩa 50 đó em. Dĩa này 50. Các loại ốc gì bán nó đều như vậy, dĩa lớn gì luôn à, 50 ngàn. Đã bao ăn là phải bao đàng hoàng, chứ đâu phải nói là nói mà không làm đâu. Ở đây là bao ăn hết nha các bạn. Các bạn thấy cái món gì mà mình không hài lòng thì có thể nói với chị chủ quán. Nếu mà thực sự nó không chất lượng thì chị sẽ đổi trả lại đúng không chị? Đúng rồi. Cái con tôm hùm này này, nếu mà bây giờ cắt ra mà nó ốp là đổi luôn. Đúng rồi. Ở đây chị bán là đằng cái khuôn này luôn á. Ai ơi chị, tại quán thì cuối cùng nên thiệt thòi hết. Rất là quý khách luôn. Ở đây là nguyên một cái dãy này nhiều quán lắm các bạn ạ. Đây này con tôm hùm này. Trời ơi. Này nướng phô mai ha. Con này là 500 ngàn nha các bạn. Nếu mà các bạn cắt con tôm hùm ra mà thấy không ưng ấy, thì có thể nói ngay với chị chủ quán là mình không ưng, muốn đổi trả. Thì chị thấy hợp lý chị đổi luôn. Phô mai ngon lắm chị ha. Ừ, phô mai đầu bò ấy. Phô mai đầu bò ấy. Là bò cười đấy. Đúng rồi, phô mai cười, bò cười á. Dạ. Rồi. Đây, nướng phô mai. Bây giờ bạn Diễm sẽ tự tay phết phô mai lên đây nha các bạn. Và ở đây là các chị dùng bếp ga để nướng, các bạn không dùng bếp than tại vì sợ khói nó ảnh hưởng sang nhà hàng xóm. Phô mai nhìn ngon quá ha. Với ưu tiên là được đổ nên Diễm sẽ chế thật nhiều phô mai vào. À, nhìn ngon quá. Ở đây có sợ đẹp phô mai. Dạ. Phô mai này là có đánh trứng rồi phải không chị, hay là nó vàng vậy? Đúng rồi, trứng thôi em. Trứng luôn. Rồi. Hết sảy luôn. Bây giờ là nổi lửa lên đó chị. Đúng rồi. Cẩn thận nha. Đợi lên, đợi đây em lên rồi chị. Lần đầu tiên là đi thấy cái vàng nướng này luôn á, anh thật sự luôn á. Bình thường là các bếp nướng sẽ nướng bằng than các bạn ạ, nhưng mà mình nghe chị chủ quán nói là không dám nướng bằng than tại vì sợ khói nó bay sang nhà hàng xóm. Ở đây thì Diễm cảm giác là ốc hay hải sản người ta đã hấp sẵn hết rồi các bạn ơi, cho nên là cái này cái khâu nướng nhưng mà thật ra là nó chỉ làm cho nóng cái con hải sản lên và những cái phô mai này khi nó tan chảy nó hòa quyện vào cái thịt tôm thôi, thì cũng không có mất nhiều thời gian á. Đây là con sò sữa nha các bạn. 50 ngàn một phần 6 con. Mơ màng màng, mơ mơ. Ốc móng tay này cũng 50 ngàn một phần luôn hả chị? Mình làm món gì được chị nhỉ? À, sợ rau muống, sợ mì hoặc là nướng muối ớt. À, chị cho em một phần ốc móng tay nướng muối ớt đi. Rồi. Lần trước mình đã ăn cái món ốc móng tay nướng rồi các bạn ạ. Thực sự rất là ngon, nên là hôm nay mình sẽ gọi luôn. Còn ốc móng tay ở đây cũng rất là to nhưng mà nó phải bằng cái ngón tay mình luôn á. Đây là ốc len để làm món ốc len xào dừa đó các bạn ạ. Vì con ốc nó đá quá ha. Đã đụng quá rồi á. Nó cho nó không có bị tanh nữa. Bốn chiếc ốc len trong này đúng không ạ? Mình nấu lâu rồi chín gì? À, vậy là trong này chưa có nước cốt dừa. Có rồi em, mở thêm lần. À, thêm một lần nữa.
mình cũng ăn ốc len xào dừa khá là nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà là đầu tiên mình thấy cái quá trình nấu luôn đấy. Vậy là tối ở đây có bàn nữa đúng không chị? Có, được 10 cái bàn em. 10 cái bàn. Đây là rau răm này chị nhỉ? Ờ đúng rồi, bỏ cho nó thơm. Cái món ốc len xào dừa này là lúc nào cũng phải có rau răm đúng không chị? Ờ đúng rồi. Lúc tối mình bỏ vô chút xíu nữa, còn khách ăn mình bỏ thêm. Thơm lắm nha các bạn. Này đang nóng này ăn là tuyệt vời lắm ấy. Bán cái này là bao nhiêu một phần chị? 50 ngàn một phần. Ở đây các cái món bình dân mà đồng giá là 50 nhé bạn. Ngoài ra thì có một số món thì nó sẽ mắc hơn. Ví dụ như là tôm hùm hay là ốc hương, ốc mỡ loại lớn. Ốc tỏi nữa. Ốc tỏi nữa. Đây là nước có dừa đấy chị ha. Ờ đúng rồi. 4 ký nấu ký mấy cốc dừa em. Vậy là bây giờ mới là bỏ cái nước có dừa vào vào cuối cùng. Còn lúc đầu cũng có rồi nhưng mà ít thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Một ngày này chị bán hai chảo này các bạn. Bây giờ đang là khoảng hơn 3 giờ thì bạn nào mà muốn mua lúc vừa nấu xong á thì khoảng 4 giờ qua là vừa. Nếu mà sáng á thì 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ đi em, 10 giờ là có. 10 giờ là có cái món này. Ừ. Món này là ăn rất là ngon luôn các bạn, đặc biệt là cái vị của nước cốt dừa. Ốc thì đôi khi mình không thích ăn mà cái nước cốt dừa đâu. Cái bọt này là của nước cốt dừa đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Cốt dừa đậm á. Nó sôi lên là tắt lửa được rồi. Sôi nhiều quá nó ngon. Này vừa nấu xong luôn nên là mình sẽ gọi một phần nhé bạn. 50k. Thơm hả? Này là muối ớt đỏ đúng không cô? Đúng rồi, muối ớt đỏ. Vừa mới xay xong các bạn ạ. Cái này là mình xay một ngày khoảng bao nhiêu lít cô? Cái này là một ngày một nồi này em. Một ngày một nồi này. Một ngày một nồi. Chắc khoảng 5 lít các bạn ạ. Thơm quá nhờ. Này 5 với 7 lít đó. 5 tới 7 lít. Này mà chấm với hải sản này tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cái này là khách mua bao nhiêu đi chị? 1 ký em. 1 ký là 330 đúng không chị? Làm món gì đi chị nhỉ? Hấp chả nóng này thôi. 330 nhé bạn. Con tôm càng này các bạn nhìn cái càng thôi là các bạn đã thấy nó to rồi. Đây, chỉ cần làm nóng là thôi các bạn. Về chấm muối ớt gì ha? Muối ớt xanh em. Muối ớt xanh, muối ớt đỏ. Là sắp tới quán bây giờ làm lại hết đúng không chị? Lại mới toàn bộ các bạn ạ. Những cái gì mà các bạn thấy trong clip ngày hôm nay là trong khoảng một tháng tới là sẽ thay đổi hoàn toàn nha các bạn. Vậy là em cũng rất là có duyên khi tới review lúc mà quán chuẩn bị thay đổi hoàn toàn đấy. Lúc trước có rồi, lúc trước thì có nhiều người khác rồi, có người bắt cái gì đó. Dạ. Review rồi. Ăn cái tôm ngon, ăn một gì ăn sống ngon. Không thì người ta xào, không xào thì ăn vậy đó. Các bạn nhìn cái càng nó dài ngoằng như vậy là biết là tôm to rồi. Ở bên ngoài thì mình nhìn nó rõ hơn là trong clip các bạn. Này anh con trai đi mua về chắc là nhậu các bạn ạ. Mua về cho vợ con á. À mua về nhậu. Cho vợ. Nhậu là khoái mấy món nướng à. Mấy người nhậu là thích món nướng lắm. Nè bé ơi. Nướng có phần 50 à. Mà nó đa dạng phong phú nhiều món. Về ha, ba người nhậu là ok luôn. Còn ở đây thì chắc mua cho vợ con ha. Hay mua tôm càng với tôm hùm. Tôm hùm thì từ giá 100 tới 150 tới 300, 400 có đủ size đủ giá hết. Em muốn ăn giá bao nhiêu thì điện thoại có hết. Dạ. Giao hàng tận nơi luôn. Giao hàng luôn đúng không chị? Ờ à, đúng rồi. Bóc rác giao hàng, nếu mà gần đây thì chị giao miễn phí em. Còn xa thì bóc rác giao theo app. Dạ. Đây là cái món ốc móng tay nướng muối ớt đây các bạn ơi. Đây sẽ là lần thứ hai mình được ăn cái món này nhé bạn. Ốc móng tay rất là to luôn. 50k một phần. Trong lúc mình vào mình xem cái món ốc len xào dừa thì ở ngoài này thì món nướng đã chín rồi. Rồi cái này mà chấm thơm ha, thấy lên thấy thơm ghê luôn á. Rồi. Cái này mà có bánh mì á, chấm trong cái phần nước này nè. Ngon. Chắc mình gọi một phần này luôn nha. Gọi một phần này luôn nha. Một ngày là một chảo nè hả chị? Chảo hai chảo em, chảo ngon ngày em. Sáng một chảo, chiều một chảo. Ngon quá, thơm ghê. Hiện tại là chỉ có chục cái bàn ngồi tại chỗ nha bạn. Và chị nói là sắp tới chị là làm ra hai cái mặt bằng được khoảng 50 cái bàn cơ. Đó, đó.
chín rồi ha. Để hôm nay em thử ăn xem mà cua gà 90 ngàn một con nó có chất lượng hay không. Muốn biết chất lượng hay không phải cắt ra rồi mới biết. Đây, thấy màu là đẹp rồi này. Ồ. Trong này là có hai con gà, hai con thịt. Dạ, cắt đôi hết nha. Vâng. Dạ, đây. Em cầm đi chị cắt luôn. Kiểm tra ngay tại chủ quán luôn các bạn ơi. Không có. Để một chút thôi em ơi. Không được cắt được. Nóng lắm, để nguội em mới cắt được các bạn. Ừ. Đây, đổ ra khay này chị ha. Ờ, đúng rồi. Này là đều bao ăn hết đúng không chị? Đúng rồi, cái nào cũng bao ăn hết đó. Em thấy con ốc móng tay đây nó to chị nhỉ? Đây này có hai mấy con tí em ơi. Hai mấy con một tí. Này mà nướng hoặc là xào mì ngon lắm các bạn. Đúng rồi, nó to lắm. Đây là một trong những quán ốc bình dân mà mình thấy con ốc móng tay nó to lắm các bạn. Con này là chắc là cũng phải là một trong những size lớn nhất rồi đúng không chị? Đúng rồi, gần cồ đó em, kế cồ. Gần cồ rồi đấy. Ờ, kế cồ, cồ là to nữa. Cồ là mười mấy con tí. Con này hai mấy con? À, là ba, à, một phần đây hay chứ chị? 11 con em. 11 con. 11 con một phần. À, là bao nhiêu tiền chị nhỉ? 50 ngàn em ơi. 50 ngàn. Ở đây là 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. 11 con. Mà chất sao hay vậy? Với một cái đĩa như này là 50 ngàn. Ở đây thì các bạn có thể lựa chọn là nướng mỡ hành, nướng muối ớt hoặc là mình xào rau muống nha. Đây là cái dĩa sò sữa này, sò lông này, sò điệp này. Cái này là tu hài đúng không chị? Đúng rồi. Và con ốc móng tay vừa mới đem ra. Toàn bộ những cái này là đều là 50 ngàn một dĩa hết đúng không chị ơi? Đúng rồi. Cực kỳ chất lượng nha các bạn. Đây là con ốc giấy nha các bạn. 50 ngàn 3 con. Này, sau mai mình nướng mỡ hành trứng cút ra chị ha. Dạ đúng rồi. 50 ngàn là mấy con chị? Đó 4 con ở đây. 4 con. Phải nói là giá rất là hợp lý luôn nha các bạn. Tại vì bán theo ấy, nếu mà nguồn nó mắc một chút thì 3 con. Còn cái này nó vừa giá ổn định thì bán. Bình thường mình đi ăn thì có thể là 20-25 ngàn một con. Nhưng mà ở đây là bán 50 ngàn từ 3 đến 4 con các bạn ạ. Thế là chị nói là giá rẻ nhất khu này. Rẻ mà đồ tươi nha, không phải đồ bả đâu nha. Dạ. Rẻ mà đồ chất lượng các bạn ạ. Ở đây là đa số là mua về nhiều lắm em. Dạ. 1 triệu luôn á, 1 triệu là hả cả 10 người ăn được à. Dư sức qua cầu luôn rồi. Ví dụ mà mình mà có tiệc đông đông một chút mình mang khoảng 500 ngàn hoặc 1 triệu ở đây là à, là thoải mái luôn chị ha. Ừ, 600 ngàn là bây giờ 8 món rồi. Dạ. Lớn nhỏ là món 100, món 50 rồi quá trời đồ nướng rồi, về ăn là đã luôn á. Trước mặt các bạn là một số món mà hôm nay mình sẽ cùng thưởng thức cùng với tất cả bạn ở quán Ốc Hà nha. Trong đó có cái dĩa này là mình đặc biệt ấn tượng đó các bạn này. Đó. Ốc móng tay. Cái loại này cũng là size lớn nha các bạn, 50 ngàn một dĩa này luôn. Bên này là cái món ốc len. Xào dừa. Xào dừa, 50 ngàn một dĩa. Bên này là cua. Đó, cua gạch và cua thịt. Cua thịt thì 50 ngàn một con thôi, còn cua gạch là 90 ngàn. Đây, con này 50 nè. Còn bên này là một con tôm hùm, có lẽ là cái món mắc nhất ở quán luôn các bạn ạ, 500 ngàn một con. Ngoài ra thì vẫn còn cái loại tôm hùm 1-200 ngàn một con nha các bạn. Và bên này là một cái dĩa sò sữa, cũng là 50 ngàn luôn. Thì ở đây cái giá thấp nhất và bình dân là 50 ngàn. Ngoài ra thì sẽ có một số món mà nó mắc hơn một chút nha các bạn. Thì bây giờ mời tất các bạn cùng thưởng thức với mình và bạn Diễm nha. Thật sự là trong ngày hôm nay, món này là món mắc tiền nhất. Nên là mình sẽ phải thử luôn xem cái chất lượng nó thế nào. Rồi, nhưng mà nhìn cái màu đỏ quá ha. Đó. Đấy. Hình trái tim luôn nha các bạn, mãi yêu, mãi yêu khán giả trên Phạm Dũng. Đây, thật sự là con này nó hơn nửa ký các bạn ơi. Ủa, nướng rồi nó thơm. Ủi rồi, hơi hơi cái vỏ nó ấm ấm à. À, theo mình biết thì hiện tại quán đang nâng cấp sửa chữa các bạn, từ 10 bàn ngồi tại chỗ lên 50 bàn. Nên là hiện tại thì mình đang ngồi tạm thôi các bạn ơi. Sắp tới khi mà khoảng vài tuần nữa các bạn nếu như có tới đây thì sẽ có một cái không gian rất là rộng và thoáng để ngồi. Hôm nay ngồi thì kiểu là hơi 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 chật một xíu và hơi cũng mang tính chất là giả chiến thôi các bạn. Cho nên là
hy vọng là sắp tới thì các bạn mọi người yêu thích hải sản sẽ có một cái vị trí ngồi nó thuận lợi hơn. Còn bây giờ là Diễm mời các bạn cùng test thử cái con tôm hùm này nha. Mới nướng xong là nóng đó các bạn ạ. Cái vỏ nó mỏng á nên là và mình lưu ý với tất cả các bạn là quán bao ăn tất cả các món. Nếu như mà có gì không hài lòng thì các bạn cứ gọi chị chủ quán để đổi trả nha. Rồi, nướng cháy cạnh thơm ghê luôn á. Đầu tiên xé ra mà không thấy nó vỡ vụn cái thịt là yên tâm rồi các bạn. Đây này, trời ơi đây này. Và cái vỏ của con tôm này nó hơi mỏng á. Trời ơi. Hết sảy luôn. Tay bạn Diễm còn dính một xíu cái than của cái con vỏ tôm hùm. Cái vỏ của con tôm nó mỏng á mà chị nướng kỹ á cho nên là nó có than một xíu nhưng không sao, thơm. Đây này, mời các bạn nha. Trời ơi, quá đã luôn các bạn ơi. Thịt chắc, cái lớp phô mai rất là thơm. Cái thịt tôm hùm có bị bở không anh chị em? Nếu mà nó công bằng nha thì mình ăn mình sẽ phân biệt được là nó không phải là con tôm sống. Nhưng cái giá này là cái giá hàng là với Diễm thì nó thịt nó vẫn còn cái độ dai nhưng nhẹ, nó không có dai quá mạnh như là cái con tôm hùm sống mà mình vừa bắt ở trên hồ ra. Nhưng mà cái thịt nó vẫn rất là ngon. Các bạn thịt rất là đầy á. Đã quá. Mình ngửi được cái mùi khét khét thơm thơm của cái phô mai rồi đó mà gì á. Thịt nó rất là ngon. Tính ra con tôm hùm này giá của 1kg thì nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu hơn các bạn. Ngon ha. Đó quá. Còn đây là nửa con của mình nhé bạn. Bây giờ chắc là nhờ bạn Diễm cắt hộ mình đi. Do tay mình cầm máy quay rồi. Đây, Diễm có thể làm một cái kiểu này cho các bạn có thể thấy rõ luôn nè. Đấy. Lấy cây này, xiên luôn. Wow. Mình ăn thử một miếng nha các bạn. Đây, mời các bạn nha. Rồi, anh nhìn coi này. Ngậy ha. Thì tôm chắc nha các bạn. Ngọt. Cái phô mai này thì nó béo béo thơm thơm à. Không phải là quá béo nha các bạn, nhưng mà nó thơm lắm. Rồi. Nếu mà các bạn muốn đậm đà thì mình chấm thêm một xíu cái muối ớt này này. Mời các bạn nha. Ngon quá. Chấm muối ớt vào nó ngon hơn bạn Diễm à. Đúng rồi, nó đậm đà. Đây này, anh Dũng có thể nó hồi về dễ dàng lấy. Diễm có một cái mẹo này nè các bạn. Khi mà với cái hàng này á, khi mà các bạn kêu ra, tại vì ở đây là người ta bao ăn đúng không? Thì khi mà người ta cắt mấy cái con tôm hùm ra mà bạn bóp vô cái thịt đó nó bị bở thì mình kêu đổi trả ngay luôn. Còn cái thịt nó chắc thì là yên tâm, cái thịt con tôm nó sẽ ngon. À. Như con này mình ăn là thấy chất lượng tốt đó các bạn. Đây. Ồ. Cái này là cái phần thịt đầu nên là nó không có dễ lấy những phần thân các bạn ạ. Đây, mình ăn miếng này thôi. Đầu này mà các bạn có thời gian ngồi ăn, ngon lắm. Ừ, còn rất là nhiều thịt ở trong này luôn này. Bây giờ thì mình nghĩ là sẽ ăn cái món ốc móng tay nướng luôn nha các bạn. Lần trước mình ăn ở quán ở quận 9 ấy, rất là hài lòng rồi. Kiểu là ngày xưa bây giờ bạn biết sao, mình cứ nghĩ tới cái con ốc móng tay là cứ đinh ninh là xào mì, xào rau muống. Mà vô tình ngày hôm đó là đi ăn á, là phát hiện là người ta nướng cái nước mắm rất là ngon. Xong rồi mình với anh Dũng là từ đó là ấn tượng luôn với cái món này. Đây này, con khá là to và đã được cắt ra làm sạch nha các bạn. Uống đủ luôn nè. Đây là hồi nãy là ăn muối ớt, còn cái này là nước mắm tỏi ớt. Tỏi ớt có xả. Có nó ngón tay nhìn đã đúng không anh chị? Ủ luôn á. Nhưng mà phải nói nha là con ốc móng tay ở đây mập, thịt chắc và ngọt, hàng ngon á. Chị chủ quán nói là chỉ bán hàng chất lượng và bao đổi trả các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử con này nha. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như bạn nào mà hay ăn ốc móng tay thì gặp cái con ốc này sẽ rất là ưng ý. Ốc móng tay ngon. Đây. Mời các bạn nha.
con này phải chấm ngập nó mới ngon. Giòn hả? Hàng mới á. Ngon quá. Nhưng mà mình nghĩ á, con này nướng thêm một xíu nữa. Cái này là nướng vừa tối thôi. Nếu mà mình nướng mà nó hơi bội, đúng không? Nó thêm một cái xíu khét khét nữa, cháy thêm một xíu nữa là ngon. Tại vì đặc trưng của những quán ốc này là người ta sẽ hấp làm sạch ra hết rồi các bạn, sau đó thì khách gọi mới bắt đầu nướng lại. Nhưng mà cái này thì đúng như anh Dũng nói là nướng chưa có tới. Nó tới nó hơi thơm thơm, trội dậy mùi lên là xong rồi thêm nước mắm nữa ha. Cái phần nước mắm mà nó cô động lại trên bếp lửa rồi nó hòa quyện với cái thịt của con ốc móng tay. Hết sảy thêm một xíu nước mắm với lại xả nữa. Đó, cái này phải chấm ngập thì mới ngon nha các bạn. Theo mình cảm nhận thì con ốc móng tay này nướng thêm một xíu nữa là chuẩn nha các bạn. Thôi, không biết từ khi nào rồi Diễm thích ốc móng tay luôn á, chứ ngày xưa là cũng bình thường thôi. Nhưng mà ăn từ 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 thì mình mới cảm nhận là nó ngon. Với lại là ốc móng tay này phải con to thì mới ngon nha các bạn. Con nhỏ mình ăn mình không cảm nhận rõ đâu. To và tươi thì nó mới ngon các bạn ạ. Nếu mà con ốc móng tay này các bạn ăn phải ốc móng tay, thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai là nó không tươi thì nó sẽ bở các bạn, ăn nó không ngon đâu. Giờ mình sẽ thử con này đấy nha. Con này rất là to luôn này. Đấy. Con này cũng to. Bây giờ mình sẽ chấm với muối ớt xanh luôn. Đấy. Đấy các bạn nha. Rất là to luôn. Ngon quá các bạn ơi. Giòn. Quá trời luôn. Con nào con nấy đều tăm tắp luôn nè. Nó ăn con to nó đã rồi đó. Mà hơi cay. Bạn Diễm có biết mình nghĩ như nào khi mà nghe cái giá tiền 50 ngàn một dĩa ốc móng tay này không? Tại vì trong đầu mình nghĩ là tại sao nó có thể rẻ như này được. Thực sự nó rẻ nhưng mà nó chất lượng nha bạn. Còn ốc móng tay nãy giờ mình ăn mình rất là ưng luôn. Có gì mà 50 ngàn là... Có thể đây sẽ là một trong những món mà mình thích nhất ở quán này các bạn. Đúng rồi, đây này các bạn coi này, đều tăm tắp luôn nha, chứ phải con nhỏ con to đâu. Cái con ốc móng tay này Diễm cảm giác là nó cứ phải là chấm ngập lên các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn sang cái món cua đi. Chắc là bây giờ nó cũng nguội rồi bạn Diễm ha. Đây cũng là một trong những món mà mình nghĩ sẽ rất là đáng lưu tâm khi tới quán này các bạn. Đó là món cua gạch và cua thịt mà đang còn sống luôn nha các bạn. Đây là con cua thịt này, 50 ngàn này. Cầm cũng khá là nặng tay đấy các bạn. Với một con cua 50 ngàn thì mình nghĩ là mình sẽ không phải không thể trông đợi quá nhiều vào cái chất lượng siêu phẩm của nó các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cắt ra xem là con cua thịt 50 ngàn nó có gì và con cua gạch 90 ngàn nó có gì nha. 90, 50. Thôi nhưng mà dễ thấy là cái nhu cầu ăn cua gạch rất là nhiều. Nên là mình sẽ cắt con cua gạch luôn. Đây. Cắt thử xem nha các bạn. Đây. Mình 90 ngàn có xứng đáng không? Wow. Đây. Cũng gọi là ok gạch này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Theo mình gạch như thế này là ok các bạn, với cái giá 90 ngàn. Tiền nào thì của nấy. Bạn Diễm thấy con cua này có khác biệt nhiều so với những con cua gạch mà lần trước đây mình đã từng review trên kênh mình không? Có chứ, nó bé hơn. Đúng rồi. Và cái độ nặng nó cũng không có nặng bằng. Tại vì cái size này thì với Diễm thì là size cũng khá là nhỏ rồi các bạn. Nhưng mà so với con này, con nãy Diễm vừa cắt, Diễm cảm giác là con này nó nặng hơn một xíu nè. Nên là hy vọng là nó sẽ nhiều gạch hơn nha. Đây. Cắt bỏ cái mình giữ cho bạn Diễm cắt nè. Mình nhắc lại đây là 90 ngàn một con nha. Đang sống hoàn toàn và cắt và luộc lên. Đấy. Gạch và thịt như này là rất là ok nha các bạn. Đây. Hai con gạch của mình đây. Đó. Bây giờ thì Diễm sẽ cắt luôn cả hai con thịt nha. Để cho mọi người cùng xem luôn là mình sẽ cùng ăn. Đây là hai con cua thịt nha các bạn. 100 ngàn. Cua thịt 50k. Hai con này là 100 ngàn. Đó. Cái này là nếu như mình không hấp mà mình rang me lên cũng được các bạn. Hoặc là kiểu mình mua về á, mình lấy thịt ra mình nấu cháo nấu súp cho em bé. Ồ. Ok. Wow. Quá này. Con này ngon quá hả? Quá con, chất lượng luôn bạn Diễm ha. Con này Diễm còn thích hơn con cua gạch luôn á. Đúng rồi. Đối với con cua thịt này mình cảm giác là nó còn đầy hơn cả con cua gạch nữa. Và thực sự là hiếm khi lắm mình đi review cua mà cua thịt ấy mà nó đầy như này các bạn. Thường thường cua thịt nó sẽ
hơi bị rỗng ở phần giữa thân của con cua do nó không có gạch. Nhưng mà con này các bạn thấy đầy hết luôn này. Đây, Diễm cắt đó. Ra con này nữa nha. Đây. Nhìn cảm giác như cua gạch đúng không bạn nhớ mà. Thích con cua thịt này rồi đó. Đây, con cua gạch đây mới đúng này các bạn này. Đó, còn đây là con cua thịt này. Đây, 50 ngàn mà hai miếng như này các bạn nhìn thấy chất lượng chưa? Còn con tiếp theo. Wow. Hôm nay là cua thịt là ok nha. Nhỏ nhưng mà với cái sự đầy đặn như này mình nghĩ là quá chất lượng và xứng đáng cho cái giá 50 ngàn. Mà Diễm thấy sao mà Diễm? Ok, cua thịt này tại vì nói chung là ở đây em Diễm cũng nói lại là hôm nay hải sản á, và đặc biệt là hàng này bao ăn rồi cái size nó nhỏ, nên là có thể hôm này thế này, hôm kia thế kia. Rồi hôm nay mình may mắn mình được con cua chất lượng, và Diễm nghĩ là các bạn tới đây ăn thì chị chủ chỉ nói là bao ăn thôi, Diễm nghĩ là các bạn cũng không phải lo lắng đâu. Mình mà mua thế này là 50 ngàn là quá hợp lý rồi. Thịt này đó, mời các bạn nha. Béo à. Béo mà nó thơm các bạn ơi. Con này nó mình nghĩ là có thể cắn được luôn á, tại vì cái vỏ nó cũng kiểu là, kiểu là nhai luôn đó. Thịt ngọt nha các bạn. Đúng như những nói là cái vỏ nó cũng khá là mỏng các bạn. Mà thật sự luôn là với Diễm nha, con cua 50 ngàn này là Diễm rất là ưng luôn á. Thịt ngọt, không có bị mặn. Mình cứ nghĩ là các con cua thịt ra bên trong nó sẽ hơi giống giống như mọi lần mình thấy, nhưng mà không ngờ nó lại đặc như vậy. Ngon. Các bạn thấy là con cua gạch này nó còn không đầy bằng con cua thịt này cơ. Quá chất lượng luôn. Này, các bạn coi cái miếng gạch này. Cho mình xin miếng này đi. Mời các bạn nha. Ồ. Vô. Mà các bạn nha. Rồi. Đây là cái vị của con cua đang còn sống mà mình hấp lên các bạn. Nó béo, nó thơm. Nhưng mà phải nói công bằng là không quá nhiều gạch nha các bạn. Có gạch nhưng không nhiều. Và ở cái mức giá tiền này thì ăn được, đúng không? Còn nếu mà mình muốn nó nhiều gạch hơn nữa thì mình mua loại loại to, 5-700 ngàn 1 triệu 1 ký các bạn. Còn cái loại này thì tính con. Nói chung là tiền nào cũng nấy rồi bạn. Mình nghĩ đây cũng là cái size cua nhỏ nhất có thể bán rồi. Thì giá 50 ngàn các bạn. Kiểu là Diễm thấy là chị chủ ở đây hướng tới hải sản Bình Chân các bạn. Nhưng mà như hôm nay là xé cua thịt với cua gạch ra thì thích luôn cua thịt quá. Nó bé bé thôi nhưng mà thịt nó cực kỳ ngọt luôn. Đây nè. Đây. Anh Dũng có muốn thử không? Anh Diễm cho mình một cái miếng nào dễ ăn đi. Cảm giác giống như cua cốm anh Dũng ạ. Ôi ôi, cái nó ngon lắm luôn á. Cua cốm là phải hơn 1 triệu 1 ký các bạn ạ. Cảm ơn Diễm nha. Bao nhiêu tinh túy con cua này luôn. Cái này nó béo lắm nha các bạn. Béo ha. Nó béo mà nó thơm các bạn ạ. Lần đầu tiên mình review cua thịt mà lại ấn tượng hơn cua gạch. Có 50 ngàn. Cua 50 ngàn thôi các bạn. Con này nếu như mà mình mua về mình nấu bánh canh cũng được bạn nhớ mà. Mua 50 ngàn một con thì mình mua cỡ 5 đến 10 con nếu như nhà các bạn đông người. Mình cắt ra mình nấu bánh canh. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mời các bạn nha. Ngọt không? Thịt nó ngọt nha các bạn. Nè, ăn hết nè. Nếu mà nói thật sự nha, so sánh hơi thập thiển nha các bạn. Cái này là chỉ nói là về quan điểm cá nhân thôi. Thì hôm nay ăn xong con tôm hùm với lại cái con cua thịt 50 ngàn á, Diễm á, mọi thứ nói chung là Diễm ấn tượng với con cua hơn là con tôm hùm luôn. Không biết là có phải may mắn hay không mà hôm nay mình gặp hai con cua ngon quá. Với cái giá tiền đó các bạn ạ. Ngọt quá trời luôn nè. Bạn Diễm mà review con cua gạch đi, không nó lại cảm thấy thiệt thòi các bạn ơi. Có cái gạch này. Ngon quá. Ngon.
Tí nữa mình trái lại mình hỏi chị chủ quán xem là có phải hôm nào cua nó cũng chất lượng như này không, hay là tùy từng ngày, tùy từng đợt hàng. Nói chung là ví dụ như là mình muốn ăn nhiều loại các bạn, thì con cua này nó có mấy chục ngàn thôi, thì mình ăn thử một miếng gạch cho nó nhiều quá nhiều khi sợ ngán đúng không, thì mình ăn miếng thôi, xong rồi mình còn tiền lại thì mình ăn những cái món khác, chị thấy nó cũng hợp lý. Còn quay nhưng mà mình cũng không quên giới thiệu luôn là còn những địa chỉ cua mà giá tiền tất nhiên nó sẽ cao hơn và gạch cua luôn, có thể kể đến như là của anh cua hay là của cua dì ba, thì những địa chỉ đó là những địa chỉ mà hàng cua gọi là hàng VIP rồi, cua rất là chất lượng và cua to nha các bạn. Còn ở đây thì cua bình dân hơn và tất nhiên là size cũng nhỏ hơn, cho 30 giây quảng cáo cho những người quen của mình nha. Đây cái đùi nè, miếng thịt này là siêu chất lượng luôn, chấm nước mắm luôn nha. Trời ơi, quá đã, hôm nay là lựa được mấy con cua này là rất là ngon. Diễm hy vọng là ai tới đây ăn thì cũng sẽ may mắn tìm được những con cua chất lượng như hôm nay Diễm ăn. Vẫn còn rất là nhiều các bạn, một nửa của con cua thịt này, cua gạch thì vẫn còn nha. Mình ăn một vài miếng để các bạn biết chất lượng như nào thôi, chứ mình không có thời gian để mình ngồi để mình ăn hết đâu. Cái này mình mà mang về nhà các bạn, có thể là mình sẽ nấu được khoảng 2 tô bánh canh với cái số cua này các bạn. Còn bên này là cái hả? Con sò sữa cũng là 50 ngàn một dĩa này luôn nha. 50 ngàn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Nướng mỡ hành đậu phộng nha các bạn. Đây, bây giờ là sẽ làm luôn một con đi. Ở đây là cái con này nó khá là to các bạn, nên là người ta làm sạch xong rồi người ta cắt ra nướng. Mời các bạn nha. Giòn, ngọt, tươi á. Nhưng mà đặc trưng của con này là chị Diễm thấy nướng vừa này, đặc trưng của cái con sò sữa này á, chị thấy mà nướng mà để lâu á, nó dài, không ngon nữa. Như cái con ốc móng tay thì cần nướng thêm, nhưng mà con này là vừa rồi. Ngon á. Cái này mà mua về 50 ngàn cho cái phần này, hoặc là với ốc móng tay cũng có 50 ngàn, mình mua về nhậu là hợp lý luôn các bạn. Nó say luôn á. Anh Dũng có tin Diễm ăn hết dĩa này không? Nếu bạn Diễm ăn hết dĩa này thì mình sẽ có thưởng cho bạn Diễm. Một con kinh ráp. Một con kinh ráp. Ăn hết một dĩa ốc len mà được thưởng một con kinh ráp các bạn ạ. Theo bạn, các bạn thì bạn Diễm có ăn hết hay không? Theo các bạn thì sao? Nhiều người lại bảo là Diễm ăn hết cái gì, không hết đâu các bạn ơi. Mình thấy có một bạn khán giả trên kênh mình ngày nào cũng vào comment là bạn Diễm phải ăn 3-4 phần mới no. Không biết là bạn Diễm nó có không thích bạn Diễm ở cái điểm gì hay không mà ngày nào cũng vào comment Diễm một câu như vậy. Diễm cũng thấy comment nữa, Diễm thấy hôm bữa giờ comment nhiều lắm luôn. Mà Diễm bảo là không biết hay là bạn nó ghét mình ta, mà Diễm ăn cái gì xong cũng vào bảo là cỡ như Diễm là phải mấy tô, hay là cỡ như Diễm là phải mấy dĩa. Trời ơi, làm gì có các bạn ơi. Cái này, nhưng mà thật sự là với cái món ốc len xào dừa này, Diễm cực kỳ thích cái phần cái nước này luôn á. Đúng rồi. Rồi các bạn nha. Như hồi nãy mình quay mình có nói mình thích ăn cái nước hơn là cái ốc nữa cơ. Trời ơi, béo ngậy luôn. Béo ngậy mà thơm. Nhưng mà cảm giác là chị nấu rất là vừa, không có cảm giác là nó không quá làm cho mình ăn vô là ngán luôn á. Cái nước cốt dừa nó không quá nhiều các bạn, nó vừa phải thôi, không làm cho mình quá ngán. Khi mà các bạn ngửi vô đây này, cái mùi nước cốt dừa nó cũng vừa phải, nó không phải quá mạnh đâu. Không phải cho đâu đâm vô nữa, mà thật sự là từ xưa giờ Diễm nghĩ là nhiều người cũng giống Diễm nè, thích cái nước hơn con ốc. Ốc này là họ có chặt cái đuôi rồi, mình chỉ rút là ra thôi. Này có ổ bánh mì nữa bạn Diễm à. Chị chặt ra rồi á, cho nên là hút là nó rất là dễ dàng luôn á. Đã. Nhưng mà món này kiểu ăn chơi chơi á bạn. Nè, này con này chị chặt cái phần đuôi ra nè. À, mình hút này nè. Ngon lắm. Sao bạn Diễm có suy nghĩ lại không? Ăn hết hay là dừng cuộc chơi? Không, bữa khác ăn kinh ráp nha. Ăn này no, nay no quá. Nói là hôm nay mình cùng với tất cả các bạn ghé vào quán này với cái giá bình dân là 50 ngàn thôi. Ngoài ra mình có kêu một con tôm hùm 500 ngàn. Tuy nhiên là mình nghĩ là các bạn quên cái con tôm hùm 500 ngàn đi. Mình chỉ chú ý tới những món 50 ngàn thôi, cực kỳ chất lượng. Đặc biệt là món cua
và món ốc móng tay. Nếu mà nói công bằng nha, Diễm nói thẳng luôn là hôm nay Diễm không ấn tượng với con tôm hùm. Diễm nghĩ là các bạn cũng đôi khi làm cái số tiền của các bạn bỏ ra cho 50 ngàn cho một dĩa ốc hay là một dĩa móng tay hay là một con cua, Diễm cảm thấy là nó rất là hợp lý luôn. Còn tôm hùm thì ai thích thì ăn, còn không thích thì thôi. Hôm nay là mình tới đây thì mình thấy nó to quá nên là mình quyết định là gọi đi giới thiệu các bạn. Nhưng mà những món còn lại mà 50 ngàn hôm nay Diễm gọi là rất là ok, rất là xứng đáng để có thể dùng thử. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn hết những cái này nhé các bạn. Bọn mình vừa mới ăn xong là trời mưa lớn rồi các bạn ạ. Phải nói rất là may mắn và mình nghĩ là trời mưa này cũng đem là một cái mát mẻ tới cho quán cũng như là khán giả xem kênh Phạm Dũng các bạn ơi. Bà Diễm thấy sao bà Diễm? Bất thường. Nói chung là bữa nhập Sài Gòn chuẩn bị vào mùa mưa rồi các bạn ơi, cho nên là mình thấy là hàng quá thì khi người ta buôn bán là cũng rất là vất vả luôn nè. Mình vừa mới trò chuyện thêm với anh chủ quán thì mình được biết là quán hiện tại đang chuẩn bị được đầu tư rất là lớn các bạn. Toàn bộ cái không gian này sẽ làm lại hết và sẽ có chỗ ngồi ăn tại chỗ hơn 50 bàn và khoảng một tháng nữa mới xong. Thì mình nghĩ là các bạn nào mà xem kênh mình ấy, mà thấy thèm thấy ngon mà muốn ngồi ăn tại chỗ thì mình nghĩ là nên đợi khoảng một tháng nữa thì lúc đó mình sẽ quay trở lại xem là quán đẹp như nào để cùng với các bạn thưởng thức cũng như là xem cái không gian quán. Còn hôm nay thì mình ngồi ăn dã chiến thôi, vừa ăn xong thì trời mưa nữa. Còn may ghê các bạn, hồi nãy là ngồi giả chiến ngoài bên thềm mà chia kìa, mà lỡ mà đang ăn trời mưa phát thì chắc là không có review tiếp được luôn rồi, may ấy. Hôm nay thì thực sự mình rất là ưng với cái chất lượng giá cả ở đây các bạn ạ. 50 ngàn thôi nhưng mà món nào chất lượng món đó, chỉ trừ cái món tôm hùm là 500 ngàn một con thì nó cũng khá là cao tiền so với cái giá 50 ngàn một món. Thì các bạn nào thấy thích thì mình mua, còn không thì mình xem thì giải trí thôi. Hôm nay là Diễm bóp tuyệt đối cho con cua thịt. Mình thì vót cho con cua thịt, con cua gạch và cái món ốc móng tay. Còn bây giờ thì mình cũng xin được phép kết thúc clip ở đây các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo mình nha. Bây giờ đi tắm mưa nha các bạn.